Mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc quý cô bác anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hiện tại thì Xuân Thiệu và em Sùng đang có mặt trên cái tuyến đường sang bên bản Lũng Lỉnh nhé mọi người. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây để chốc nữa sang bên nhà em Súng và ba bố con ấy để có một cái bữa cơm thân mật với gia đình. Thì ở những video đợt trước thì Xuân Thiệu cũng đã chia sẻ lên cho quý cô bác anh chị và mọi người được biết ấy, cái hoàn cảnh của em này thì rất là đáng thương ấy. Vợ thì đã bỏ đi, để lại cho em là hai đứa con nhỏ ấy. Một mình em là cũng không làm gì được ấy, thì cũng không có cái gì mà sử dụng hàng ngày luôn. Đợt trước thì Xuân Thiệu có lên và mua cho gia đình em ấy được một bao gạo và ít nhu yếu phẩm rồi. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây là có mua một ít thức ăn và một ít nhu yếu phẩm khác nữa, như là có bún và có thịt và một số những cái rau gia vị khác, để hôm nay sang bên nhà em ấy là có một bữa cơm thân mật với gia đình em và nấu cho mấy bố con nhà em ấy là có một bữa cơm có thịt nhé mọi người, để cho ba bố con nhà em Súng ấy là có thể có được những cái bữa cơm được cải thiện cho gia đình được ngon hơn. Tại vì cái hoàn cảnh của em Súng này cũng rất là đáng thương nhé mọi người. Ba bố con ở cùng nhau thì cũng không làm gì được ấy, hiện tại cũng không có cái gì mà sử dụng luôn. Thì đợt trước cái Xuân Thiệu cũng lên ấy, mọi người cũng biết đấy, thì em cũng toàn ăn cái rau qua bữa thôi nhá mọi người. Thì hôm nay Xuân Thiệu có vào đây để chốc nữa sang bên nhà em là có một cái bữa cơm đầm ấm gia đình ở bên nhà em ấy, thì có thịt và có bún vào đây để nấu cùng có bữa cơm có thịt với lại gia đình nhá. Bây giờ mời quý cô bác anh chị cùng mọi người cùng theo dõi cái video của Xuân Thiệu để chốc nữa là sang bên nhà em ấy là sẽ cùng mấy gia đình em dùng một bữa cơm. Bây giờ mời quý cô bác anh chị cùng theo chân Xuân Thiệu sang bên nhà em nhé. Mọi người cuối cùng là cũng đến nhà của em nó. Úi dồi ôi, nhà em sao lại làm cái vũng nước ở ngay rẽ thế này? Vịt à? Để cái ống nước ở ngay nhà nó mất vệ sinh quá, nó thành cái ống nước đọng. Cái này thì muỗi miếc các thứ nó sinh sôi nảy nở, dẫn đến là mấy bố con. Mấy bố con đang nấu cái gì thế? Ăn cơm chưa? Nào mò chưa? Đang nấu cơm à? Đây là cái bao gạo, chắc là cái nấu cơm này hôm nọ mang lên cho à? Để xem nào. Ui ôi, chơi cả nồi thế hả? Ba bố con này nấu hẳn một nồi to thế này á? Nấu ăn cả ngày à? Hả? Chắc là nấu ăn cả ngày. Cái này mùa này thì em nấu bữa nào bữa đấy thôi, không không nấu như thế thì ăn nó thiêu mất cơm. Ui ôi. Lấy cái kẹo cho các cháu đi. xin chú thế nào? Xin là thế nào? Thôi mà. Trẻ con phải bảo từ nhỏ thì mới quen được. đưa cho cháu nhỏ này. Ôi ôi. Sợ à? Sao mặt mũi lem luốc thế? Hử? Chưa rửa mặt gì cho con à? Này này, đã rồi. Sợ à? Ôi ôi. Các bạn thấy lại sợ. Cái nồi cơm ấy em nấu ăn ít thôi, cái nấu bằng nào thì ăn bằng đấy. Em nấu nhiều thế này thì ăn nó không hết là nó thiêu ấy, mùa nóng này. Có tài chẩn. Đây là hai nhà xà đấy nhỉ. Vâng. Ôi giời ơi. Đen nhảm thế này hả? To nè, to. To. Tập nói tiếng Kinh đi nhá. Thọ. Xin nào. Thọ nào. Đây là hai cháu nhà em xà, chắc là thấy anh em lên đây ấy, thì cũng xuống đây anh bác này. Vui. Bác bóc cho cháu. Đây mấy bố con này. Mua cái này cháu bị lên rôm hay gì ấy thế này. Cái này chắc là trời nóng phát rôm, phát ban đấy. Cả cháu này nữa. Thế bố có nhà không? Tin nữa chỉ biết nhất sao hả? Không ở nhà đấy. Không ở nhà á? Thế bố đi làm gì rồi? Thì mới gì? Mới chỉ to.
đi lấy củi. À lại đi lấy củi á? À? À, mùa này thì dỗi với toàn là suốt ngày lấy củi nhỉ. Ca. À, ca. Ca chi ca. Ca. Ca chi ca. Cá hả? Cá. Cái này là cái vòng thầy cúng làm cho. Vâng. Thế hình như là ở đây thì anh cũng thấy trẻ con ai cũng có cái vòng này vào. Có cái vòng thì ok, mà muốn thế thì chị về cho chị lấy lại muốn cái vòng mua thì. Nhà quý cô bác anh chị, cái đây là cái nồi cơm ấy. Hôm ở video trước thì Xuân Thiệu có lên thì cũng mua cho gia đình em là một được một cái bao gạo, nhưng mà mấy bố con là ăn nấu hẳn cái nồi 20 đầy ự thế này. Ở trên này bà con là cứ hay nấu một bữa là ăn cả ngày luôn đi. Mùa này là nó nóng rồi, nó ăn không được hết là nó sẽ thiêu. Lần sau em không được nấu nhiều này đâu nhá. Nấu bằng nào thì ăn bằng đấy thôi. Me me thôi. Nấu nhiều cái này ăn không hết thì lại thiêu rồi con lại đau bụng. Hả? Anh đang sợ à? Không quen. Chắc là cũng không có ai lên đây, đâm ra là cứ kiểu như là lạ ấy. Cứ thấy người lạ là sợ ấy. Các cháu là bị rôm sẩy các thứ là mần đỏ hết đầu đấy nha mọi người. Cái cháu này cũng bị như thế này. Thế mấy bố con là đang chuẩn bị nấu cơm à? Thấy cái nồi cơm đây, xem có cái món gì hôm nay bữa trưa của hai bố con nào. Các thứ này nha mọi người thì, không có cái gì cả, một bát muối thôi. À đây là có cái nồi rau nữa. Ui, cái này, rau này là em mới luộc à? Sáng nay luộc à? Ô, cái cơm thì nấu hàng nối đấy. Thì hôm nay anh vào đây thì cũng mua vào đây một ít thịt với lại ít bún các thứ để nấu cho mấy bố con một bữa cơm ăn cho hoặc là có mấy bố con thay đổi khẩu vị một tí nhỉ. Yeah. Quý các bạn anh chị, hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng mua vào đây là một ít bún nhé mọi người. Cho là 4 cân bún. Bún này thì người ta bán là 15.000 một cân. 4 cân là hết 60.000 nhé mọi người. Còn cái thịt này là hơn 1 cân thịt nhé. Cái thịt này là người ta bán 120.000 một cân. Cái chỗ thịt này là 144.000. Còn một ít hành và ít cà chua để làm nước dùng nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ tiến hành nấu một bữa bún chan nhỉ. Yeah. Cho mấy bố con. Ô hai con, hai đứa nhà xả về à? Đi đâu rồi? Gọi nó vào đây để trong nữa ăn bún. Đi đâu rồi? Chạy thì chạy đi rồi á? Thấy mỗi lần ấy, thì anh em mình vào thấy quen ấy, cứ thấy cái là chạy xuống lên chơi ngay. Có được mỗi đứa hai cái kẹo là về rồi. Đi em ơi, xong là lấy cái thịt này đi rửa xong là các thứ này đi rửa xong tiến hành ấy thôi. Cái này mình làm cái nước dùng xong tí nữa cái này cái bún tươi thôi. Cái bún tươi để tí nữa mình chan ấy, chan canh. Có cái thau cái gì không? Xem gia đình mấy bố con này có thau hay cái gì dùng không? Thấy có cái can nước rồi đấy. Can này hết nước rồi. Thế lấy nước dùng ở đâu em ơi? Mọi lần lấy cái nước ở đâu mà dùng? Thế thì cháu này đi được chưa? Khác đi được rồi chứ hả? 2 tuổi là đi được chưa? Chưa đi được à? Ôi dồi, 2 tuổi mà chưa đi được à? Còi quá. Còi jean này, chân tay các thứ này, mặt tập tép rồi. 2 tuổi phải đi tốt rồi mới phải chứ, nhưng mà kiểu như là mẹ không có sữa từ nhỏ ấy, đâm ra là cũng không nó còi, hiện tại là cũng chưa đi được. Hả? Lấy vào đây. À ra cửa này à? Lấy ra đây rửa em ấy. Đấy, chịu khó làm vào để mai mốt là mới có
đi nhà bố vợ để còn ấy chứ. Một lần là cái này cháu không biết là đi tận đâu xách nước hay sao ấy. Có cái xô đây, lấy cái dao đi, dao cạo cạo cái ấy em. Không có cái thau to à em ơi? Không có cái thau nhựa to à? Rộng lắm không dùng à? Chắc là lâu không có thịt hay cái gì dùng thì chả khá lâu. À, có con dao nào sát không nhà em ấy? Nói cũng không nghe được, không biết tiếng đâm già, hơi khó quý cô bác anh chị. Cái khuôn gian biết mấy thì cũng không thấy có con dao nào là sắc sắc cả, chắc là có mỗi cái con đấy thôi. Ở trong này thì không nhìn thấy cái con nào cả. À, có cái thớt khá to. Đây có cái thớt cái chảo treo này rồi. Ui ui, nặng quá. Mỗi cái thớt khá to, mỗi thớt to thôi nhưng mà không có cả dao sắc để mà là dùng nữa, sử dụng nữa. Có thái được không? Có dao đấy có thái được không? Có cái rổ, có mỗi một cái rổ nhưng mà cái này từ bao giờ cũng không thấy sử dụng hay sao ấy, đen xì. Mà ra ngoài rửa đi em ạ. Cái này lâu lắm rồi em không chưa đựng cái gì rồi ra đen xì phải không? Hả? Mang cả cái giá này đi rửa đi để nha mọi người. Cái giá cũng rất là lâu rồi. Cũng không có cái gì để mà dùng ấy, đâm ra là để nó đen hết rồi. Mang rửa đi em ạ. Bà là có một cái. Hả? Cái rổ à? À, cái này cái kiểu như là cái được mềm mén đấy phải không? Vâng. Lại cất đi à? Thái mỏng mỏng thôi em ạ. Cái này mình ấy, ui dồi ôi, có con dao. Có con dao cũng không biết là từ bao giờ. Thế nhà em không còn con dao nào khác à? Chỉ mất đất, đưa đất tiền gì? Chỉ mất là thôi. Thế không có thịt thái bao giờ mà để con dao cùn thế này. Chỉ mua gai và chỉ mua chịu mua để đấy chia đất tiền cho mình. Chỉ mua gai vẫn nuôi mà chắc thì không có thịt, không có gì để ấy. có cái đá mài không em ơi? Có cái đá mài để mang đi mài đi hả? Có mang đi mài đi, không có thế này thái làm sao được, cùn lắm rồi. Không sai đâu, cùn lắm, cùn lắm. Ở chỗ nào, ở góc nào? Góc nào? Biết là bé không? À, lại còn nhét vào trong góc này nữa. Ui giời ơi. À, nhà có cái đám mài con dao không lâu không sử dụng ấy. Có con dao cũng không nên hồn, có cái rổ thì cũng cả nhà cũng có mỗi cái rổ duy nhất này là còn nguyên vẹn nhưng mà cũng để lâu không dùng đến là cũng cũ kỹ hết rồi ấy. Chỉ có mấy cái này là gọi là cái thau nhựa con nha quý cô bác anh chị. Cái này là bà con ở trên này ấy, cứ hay trước là hay dùng để đựng bền mén vào cái này ấy. À đó, hiểu rồi. Thế nào? Sắp đi học rồi nhỉ? Con này con tên là gì, con nhớ tên không? Hả? Con nhớ tên là gì không? Mẹ Huy Trà. Ông là mẹ Huy Trà. Hả? Xính. À xính à? Xính à? Xính. Xính. Ôi ôi, chân nào không cho tay vào mồm, không cho tay vào mồm, bẩn lắm nhá. Đi đi nghịch cái gì mà chân tay bẩn thỉu thế, mặt nhăm nhuốc hết thế này. Thanh lên này nữa. Nếu mà xin lò. Từ nhà xuống á, chắc cháu đói rồi. không cho con cho vào tay vào mồm đâu. Chị cho thế bé bé lớn này cũng chưa có khai sinh hả em? Chưa.
Bé lớn này? Chưa anh. À, chưa có. Đi đi xin cho con giấy khai sinh rồi cho con đến lớp được rồi, tại vì cháu 4 tuổi rồi, cũng đến tuổi đến trường rồi, đến mẫu giáo. Ở trên này có lớp mẫu giáo không? Sao phụ mẫu siêu cần là cho siêu cần làm gì vậy? Trên này có. À, thế thì có thì em đi xin cho cháu đi trường cho cháu đi học dần được rồi, 4 tuổi là lớp 4 tuổi được rồi. Thôi thì sang tháng ta. Nên đi sơ sơ tà mà một cái. Hiện tại nghỉ hè xong thì cho đi. Bây giờ là cũng sắp vào học rồi. Đi xin cho cháu đi học đi thì cho mới biết được cái chữ, còn không thì cứ ở nhà này không biết được. Cái nhà em cũng không có cái thau nhựa nào to hơn để mà dùng nữa à? Có hai cái bé tí thế này thôi à? Mấy chị, một phía có lồm gì rồi? Cái ô lưu này kìa. Ô lưu này. Có đúng hai cái. Có đúng hai cái này thôi à? Ui dồi ôi. Thế rồi giặt quần áo cho con thì giặt vào đâu? Nên sao con giặt ra nhà nếu mà chẳng thua? Cũng thua, mấy lúc lồm gì chị, cả rồi. Có một cái đá ở trên đấy là mình cứ... À, tức là đặt ở trên tảng đá là cái vòi chảy xuống là cứ vò thôi. À, yeah. Thế đến khổ. Cả cái thau cũng không có mà dùng thế này nhá mọi người. Có mấy cái nồi ấy. Có một cái chảo này treo rồi. Cái chảo này cũng dỉ hết rồi nhá. Chắc là cũng khá lâu rồi. Không có cái gì mà xào. Xong là lấy ít cà chua và ít hành này đi rửa. Xong là làm canh. Xem cái nồi nào em ơi. Cái nồi này xem nào. Đấy, cái nồi đấy. Cái nồi còn cái rau thì mang... cái nồi này cái rau này nấu lâu chưa? Sáng nay á? Đổ đi xong rồi lấy cái nồi về để xào thịt thôi. Nhà quý cô ba anh chị, gia đình em sống này hiện tại thì cũng rất là đáng thương nhá. Này còn mấy bố con nữa côi cút với nhau thôi. Đấy. Cái nhà thì hiện tại ở phía bên ngóc bên này thì cái gió đã tốc đi hai viên bờ lô rồi. Hiện tại là cái góc bên này mưa xuống đã ngấm vào cái cây hoành này là đã mục gãy xuống hết rồi nhá quý cô bác anh chị. Nhà hiện tại là cũng rất là sơ sài khó khăn, không biết là làm thế nào nữa, tại vì hiện tại thì em còn hai con nhỏ, cũng muốn đi làm các thứ cũng không đi được, tại vì cái kiến thức phổ thông em hầu như là cũng không biết, nên ra là muốn đi đâu cũng không đi được nhá mọi người. Quý cô ba anh chị thấy thì khuôn gian bếp của em cũng không có một cái gì đáng giá cả, và cái sàn trên nhà em ấy, bà con trên này thường thường có những cái gác bếp này là hay để ngô lên trên này nhá, thì bây giờ thì đã sạch bong hết rồi nhá quý cô ba anh chị thấy. Hôm nay thì Xuân Tiểu cũng mua vào đây ít thịt bún rồi ít cà chua ấy, để nấu cho mấy bố con một bữa cơm đầm ấm gia đình, để cho mấy bố con là được cải thiện phần nào cái ít gọi là có bữa cơm thịt nhá mọi người, để cho bố con là có được cái bữa cơm thịt ăn được ngon miệng hơn. Đấy, xong rồi lấy cái chai dầu em ạ, cái chai dầu ở đâu ấy? Đấy, chai dầu hôm nọ mua là dùng có mấy ngày, hai bố con này đã dùng đi một ít rồi. Chưa bóc ra, hôm nọ là ấy kìa, chưa bóc ra. Hả? Kéo nó ra chứ. Đấy, chắc là chưa biết kéo cái đấy ra, cứ đổ trái ra ngoài. Được, trái to quá, cho vừa vừa thôi, xong rồi cho cái thịt vào xào. Có đũa hay cái gì không? Cái không có chán. Hả? Cũng không có đũa để mà dùng à? Ui giời ơi, thế mấy bố con dùng cái gì thôi? Dùng bằng thìa á? Ba bốn cái thìa to. Cả cái đũa cũng không có mà dùng, cái này cũng đến khổ. Không biết là mấy bố con hàng ngày là sinh hoạt kiểu gì nữa mọi người ạ. Đây nhá, cái khuôn gian bếp của nhà em này. Thì mấy gói mì chính này hôm qua hôm kia là Xuân Thiệu vừa lên thì vừa mới mua cho gia đình đấy. Các thứ là có mấy cái cà, mấy cái thìa để ở trong này nhá mọi người. Không có cái đũa để mà dùng nữa. Cho muối xuống em ơi, muối mắm muối mình chính nhá.
Thế bình thường nhà em ấy bình thường là ăn cơm chỉ dùng thìa không thôi á? Thế giờ ví dụ gắp rau thì cũng chỉ dùng thìa múc à? Thìa thôi anh. Tí nữa ăn bún thì ăn kiểu gì được? Ăn bún phải có đũa chứ. Hả? Đi mượn à? lên trên nhà em xa để mượn đũa thôi chứ còn gia đình em xa bảo là có khó khăn vất vả còn có cái bát với cái đũa để mà dùng, gia đình em súng này còn không có cái đũa để mà sử dụng nữa nhá. Cuối cùng ba anh chị mấy bố con chỉ có dùng bằng cái thìa, mấy cái thìa to tướng này thôi để mà dùng nhá. Đấy, bà con ở trên này cứ phải dùng cái thìa to đại thế này để mà xúc mèn mén này. Nên khổ cái đũa không có mà dùng nữa này. Em lấy cái vung ấy, đậy vào cho nó om cho nó chín. Cho muối xuống chưa? Bột canh xuống chưa? Cho hết rồi. À, cho nó vừa vặn vào để tí nữa là mình ăn cùng mấy bún ấy, cho nó được thơm. Đấy, thích không? Nó bác xem nào, hả? 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 Đói, chị Pao à? Đói chưa? À. Này bị rôm sẩy rồi, đây này. Cái này kiểu mùa nóng ấy, rôm sẩy mọc đầy chán rồi nhá mọi người. Trẻ con chốc nữa em chạy lên trên nhà xà ấy để mượn mấy cái bát với mấy cái đũa nhá, mấy đôi đũa nhá. Lấy cái đũa về để tí nữa mới ăn được bún nhá. Ăn bún thì phải có đũa thì mới được. Có bát nữa, mượn cả bát nữa. Cả bát, cái bát đấy cũng không có mà dùng ấy mọi người. Các bạn anh chị hôm trước thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng chưa gặp em dùng bữa bao giờ, hôm nay cũng không biết là nhà em có đũa hay không ấy, cũng không để ý. Hôm nay thì để mà bảo là nấu bữa bún cho gia đình em thì hỏi đến thì mới bảo là không có đũa, cũng không có bát, chỉ có mấy cái bát nhựa thôi. Đến khổ mấy bố con. Đậy vung vào cho nó chín hết đi. Đấy, nhà cái này đúng mới à? Này đúng mới, mới bóc ra luôn. Đấy, bảo nhà em xà cũng khó khăn rồi nhưng mà vẫn còn đúng mới để mà dùng. Nhà em sống đây còn không còn một cái đôi đũa nào nhá, quý cô bác anh chị. Không có bát. Có cái bát nào luôn. Em có cái bát nhựa nào để mà đơm ra thôi em ạ. Với cái bát úp này, bát nó xem cái bát úp kia là gì. Đấy, đây lấy cái đấy. Bát thì cũng đã cũ kỹ rất lâu rồi. Đơm ra cái đấy được, cái đũa cứ để đấy đã. Để tí nữa mang đi rửa xong rồi mình ấy sao? Hả? Ừ, thế em mang đi rửa đấy xong rồi về đơm cái thịt ra xong mình xào cà chua ấy. Thế em đưa ra em để lại một ít thế này xong rồi lấy cà chua xuống xào cùng ấy. Để mình làm cái nước dùng ấy cho nó ngon. Và nó có cái thịt ấy. Cái này nhớ là phải có cái xương thôi nhưng mà vào cái hàng đấy nó bán còn cái xương nó chưa lọc được ấy. Nó còn dính cả thịt. Và mới mà mua được cái thịt này cũng được rồi. Không thì cái này đơm ra tí nữa. Còn khá nhiều mà, cái này mình chỉ làm nước dùng thôi. Được rồi. Đấy, bây giờ lấy cái cà chua thái cái cả cho xuống. Xào cùng, nó cho thêm mắm muối các thứ vào làm nước dùng cho nó ngọt. Đẩy vung vào em ạ. Chịu khó mà làm đấy thì mai mốt là đi nhà bố vợ ấy thì mới biết được. Hả? Thế ở nhà có được hay xào thịt thế này không? Ít lắm. Ít lắm á? Bà con nói chung là trên này để mà thường xuyên có những bữa cơm thịt thì cũng chắc cũng ít nhỉ? Vâng. À, tại vì là cái ở chân này toàn ăn mèn mén với lại rau không ấy, thật ra là nhiều khi cũng không có điều kiện ấy, cũng không đi làm cái gì được có thu nhập ấy, cũng không có
tiền để mà mua thịt nữa. Đây nhá mọi người, mấy cái bát này thì là mới chạy đi mượn này nhá. Còn cái đũa này thì vẫn còn khá là mới đấy. Cái này chắc là lấy dùng rồi, còn cái này còn 4-5 đôi gì thôi. Mấy bố con là cũng không có cái bát để mà sử dụng nữa. Đến khổ. Khói ôm hết cả nhà. Đói chưa? Thế con đói chưa? À, con đói chưa? Đói chưa là nói thế nào này? Chepala. Chepala. À, Chepala. Chắc đói rồi. Cho vừa vừa thôi em ạ, đừng cho nhiều quá. Nửa thôi, đúng rồi, đúng rồi. Đang gì nhỉ? Xính à? Xính. Về gọi em với chị xuống đây nhé, ăn bún nhé. À, một cò. Biết. Cứ mẹ tôi. Nha. Kê ra giữa này xong là tí nữa bảo cả nhà các cháu nữa ăn. Gần bếp ít thôi em ạ. Xong là đơm ấy ra thôi. Nào ngồi vào đây. Hát tờ lá dạo. Cái nồi này em để ra xa đi. Không có để lên trên bếp đã, không có để các con ngồi đã, không thì nóng ấy. Để nóng càng tốt đấy. Nên em với cháu ngồi được chưa? Cháu ngồi ghế được chưa? Hả? Hả? Ngồi ghế được không? Không ngồi được à? Không ngồi được cao à? Ngồi được cao thì ngồi thấp. Lấy cái gì về giải cho con ngồi xuống thấp này, cho cháu ngồi xong là hộ đơm cho các cháu đi. Có cái bao là cái gì? Ừ, cái bao cũng được, sạch cho cháu ngồi. Đấy. Em để cháu ngồi xuống xong là đấy, ngồi được rồi nhỉ. Em bây giờ đơm cái bún ra cái bát này đi. Đơm cái bún. Đơm cái bún ra bát này, khéo là dài ấy nhỉ. Có dài không? Được, cái đấy. Em cứ đơm ra từng bát mấy bát cho các cháu này, 3-4 cháu này. Vừa vừa thôi em ạ, không người nóng ấy, thì trang cây mà nó nóng. Cho cháu ăn. Em rắc cái hành vào, đây là cái hành, cầm cái rắc cái hành vào. Rắc hành vào cho nó thơm nhỉ. Đây có cái bát to, nhưng mà đây thì không có bát to, nên đi ấy được cái bát nhỏ này thôi nhá, quê có ba anh chị. Tại vì nhà em ấy cũng không có cái bát to, nên là chỉ dùng tạm thời đã, cho các con ăn trước. Ừ. Cái ca kia có sạch không, đi rửa đi. Ừ, sạch thì múc vào đây chan cho các con ăn, cho con. Múc khoáng lên cho nó đều nhá. Vừa thôi, nóng ấy. Úi, quá ngon, tuyệt vời. Và đi lấy thêm. Được rồi, xong rồi cho sang bên này cho các cháu ăn này trước đây. Ui, bác kia đầy quá em ạ. Có dùng được đũa không? Các con dùng được đũa không? Lấy khẩu bán nó sao? Dùng đũa hay dùng thìa? À, chỉ pháo á? Em về lấy cho bón cho con đi. Lấy cái bát mì này cho bón cho con. Ui, em cái bát kia đầy quá em ạ. Bát nào cũng được. Đây lấy cho cái cháu nhỏ bán này. 3-4 bát này. Này.
thanh niên chưa vợ nhưng mà làm bảo mẫu ấy. Tập làm bảo mẫu vừa đi là dần đi là vừa em ạ. Nào bây giờ nhá, bây giờ mời các cô các bác ăn cơm nào. Mời các cô các bác ăn cơm nào. Biết mời không, biết mời không? Mời nào, học mời thế nào, học cô giáo bảo mời thế nào. Con mời các cô các bác ăn cơm, ăn mì. Nói đi, nói nào. Đấy em còn biết nói. Thế em đi học ấy, con đi học ấy, bảo là các cô mời, bảo con mời ăn cơm thì nói thế nào. Con mời chỉ ba rồi á. Mời tiếng Mông cũng được, mời tiếng Mông nào. Mời đi. Hai nào. Ok. Nên chỗ nó phải nhờ. Hải đi, Hải. Đấy, nhìn vào đây, nhìn vào đấy. Chỉ có Hải á. đây là các con nhỏ ấy. Đưa ăn đi, ăn là các con ăn. Nó. Con này dịch vào đây. Em ấy về lấy cho cháu đi. Sau này để ra đất thế. Con này đói rồi, rồi các cháu đói. Lấy cái bát này xong rồi bón cho con đi. Nóng ấy, em ơi, nóng. Để lên bàn đó, mà cho dịch vào. Ta đi. No nha. Em lấy cái bát này về bón cho con đi. Đây này, bát này, còn một bát này, em lấy về bón cho con, cho cháu này. Thìa to quá không? Hả? Khó quá nhỉ? Ôi dồi ôi, đầy quá. Để trên này em ấy. Ngon quá nhỉ? Hồi nằm. Nó chả. Cô mà chua chứ. Em cầm lấy cái bát lên xong còn bón. Thế người ấy có ăn bún thế này bao giờ chưa? Em ăn bún thế này bao giờ chưa? Chưa ăn bao giờ hả? Thế lấy cái thìa ấy, em lấy cái thìa về hứng cho cháu. Thìa này to quá đây. Em lấy cái thìa này về hứng trong bón cháu. Ngon quá nhỉ. Bao. Em cầm cả cái bát lên đi. Các cháu ăn rất là ngon miệng nhá mọi người. Cảm ơn nói. Không sao. Lấy bát khác đi. Mai giờ cũng còn không bỏng rồi. Cho cháu ngồi vào gần đi em ơi, cho ngồi cháu không ấy được ấy. Cái bàn cao quá, nhà có trẻ con thì em làm cái bàn cao quá. Anh em mọi người thì các cháu ấy, ăn cũng rất là ngon miệng. Thì đây là một cái bữa cơm cũng rất là ấm cúng của gia đình nhé. Có thêm mấy cháu của nhà em xà nữa. Thì mọi lần Xuân Thiệu mấy em Sùng vào đây thì cũng đã quen mấy cháu này rồi. Thì cứ thấy hai anh em vào đấy thì các cháu là cũng thấy quen, là cũng không sợ ngại nữa. Nên là cũng xuống đây để cùng chung vui với gia đình của ba bố con nhé mọi người. Thì cũng qua cái video này Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn. Là cũng xin mong quý cô bác anh chị và
mọi người thấy được cái video của Xuân Thiệu thì cũng hãy cùng chung tay giúp đỡ cho ba bố con của em Súng này nhé. Tại vì trong cái thời gian trước mắt này, gia đình của em cũng rất là khó khăn ấy. Hiện tại là cũng cái vấn đề trước mắt là cái lương thực của ba bố con ấy. Hiện tại thì ngô thì cũng chưa được thu ấy, cũng không có cái gì mà sử dụng luôn. Quý cô bác anh chị cũng thấy, nhưng từ cái bát, cái đũa rồi các thứ hầu như là cũng không có để mà sử dụng nữa. Đấy, ba bố con là cứ không làm gì được ấy, cứ côi cút ở với nhau như vậy, cũng chỉ dùng cái rau để mà qua bữa thôi. Thì trước Xuân Thiệu vào đây thì cũng chỉ có nước cơm cho con để dùng qua ngày thôi nhá, quý cô bác anh chị. Thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng đã mua cho gia đình là được mì tôm và gạo rồi, và hôm nay thì có bữa cơm bằng bún thân mật với gia đình ấy, để cho mấy bố con được có cái bữa cơm ngon miệng và là có thịt đầu tiên của các cháu ấy. Không biết nói thế nào được nữa quý cô bác anh chị ạ. Nhìn là các cháu ăn cũng rất là ngon miệng. Nha, thì hôm nay thì anh cũng vào đây để mua cho mấy bố con là ít thịt các thứ về để cho mấy bố con nó có một cái bữa cơm ông cúng gia đình thôi nhé. Giờ thì sẽ sinh tủ tiết lào thế cho mùa thế ta khu sẽ đợi rồng xe do ít kho mỏ thế ít kho ở cây tua phú trâu ở thủ nhiều thế cái sản no thế mà rồng xe sẽ sinh đợi cho mùa thế cho tiết lào sẽ đợi nhé. Thì cũng qua bên em Súng xin thay mặt anh Súng để cảm ơn tất cả các cô chú bác đã quan tâm đến ba bố con. Và cũng hôm nay rất may thì cũng có anh Thiện và em Súng vào đây để kết nối với ba bố con, thì cũng có cô bác cũng gửi tiền để mua cho ba bố con cái bữa cơm tuyệt vời. Từ lúc mà vợ bỏ đi thì ba bố con đã mà không được ăn thịt từ lúc đấy đến bây giờ thì cũng gần 2 năm rồi, thì hiện tại ba bốn con được cái bữa cơm rất là tuyệt vời. Thì em anh Súng cũng có một lời cảm ơn tất cho tất cả các cô chú bác, và chúc các cô chú bác có luôn luôn gặp nhiều may mắn, và cũng xin cảm ơn. Bố con ấy, con buồn ngủ rồi đấy này. Xong là lấy con lên giường ngủ đi nhá. Thế thì hôm nay thì hai anh em này cũng vào mấy gia đình vậy thôi, để hôm khác thì hai anh em lại vào đây để thăm hai bố, mấy bố con sau nhá. Chịu khó bây giờ thì con còn nhỏ thì chịu khó trông con thôi, về không biết làm được. Để hôm nào nếu mà thu ngô các thứ ấy không có ai hộ làm ấy thì cứ bảo bọn anh, bọn anh vào hộ nhá. Ừ, thì bây giờ thì mình cũng về thôi nhỉ. Thì cũng muộn rồi ấy, thì các thứ ấy. Và hôm nay thì hai anh em vào cũng có bữa cơm là thân mật với ba bố con ấy. Thì bây giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi ấy. Hiện tại thì cũng đã muộn rồi, thì hai anh em Xuân Thiệu và em Sùng cũng xin phép gia đình là đi về thôi nhỉ. Xuân Thiệu cũng xin phép khép lại video ngắn của mình tại đây. Xin chào quý cô bác anh chị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hẹn nhá, về nhá, bye bye nhá. Ôi, ngủ mất rồi. Buồn ngủ lắm rồi. Thế cho cháu ngủ đi em ơi, cho cháu ngủ đi nhá. Ở bọn anh về thôi nhá.